ra em cũng lớn tuổi rồi chị Cát Tường, cho nên em cũng muốn kiếm vợ tầm khoảng 3 tháng là được. Trời ơi, đầu lẹ dữ vậy ông. Được, cái này tôi khoái nè. Nhưng mà chuẩn bị kỹ chưa? Có đất rồi, chuẩn bị xây nhà. Cái này được. Không là ngon rồi. Nữ là không yêu điệu là sao? Anh ơi trời ơi, anh ơi. Anh ơi trời ơi, anh ơi. Anh ơi trời ơi, anh ơi. Ví dụ người ta vậy nó dễ thương chứ. Không, phụ nữ là phụ nữ mà gặp á. Sao? Dạ anh nói sao? Vậy cứng quá. Không, em nói là có từ quá ở đây. Tức là quá mức. À, tức là điều chảy nước hả? Quá nó mức, dạ. Cải lương quá, em cũng không... Cải lương. Ê, cái đó đụng chạm nha, cái này đụng chạm nha. À, cái gì? À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Em tên là Trần Văn Xanh, sinh ra và lớn lên ở Phú Yên. Em hiện tại đang ở quận 9, là thạc sĩ cầu đường. Hiện đang làm ở ban quản lý dự án của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Đồng Nai. Em 35 tuổi chị Cát Tường ơi. À, trên nhau 8 tuổi là đẹp luôn đó. Chồng già vợ trẻ là tiên. Dạ. Yeah. À, không được nha, không được nha. Chưa già nha. Ủa, 35 tuổi là già rồi, bên đây là có 28 gì? Mà. Ủa vậy em nói anh là già lắm hả? Ủa chứ bộ anh tưởng anh trẻ hả? Vậy đến với chương trình thì bạn đã quyết tâm là mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Rồi bao lâu thì sẽ tính tới chuyện đó được? Nếu mà được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là có thể là cưới nhau cũng được. Ý bạn nam mình như thế nào? Thật ra em cũng lớn tuổi rồi chị Cát Tường, cho nên em cũng muốn kiếm vợ tầm khoảng 3 tháng là được. Trời ơi, đầu lẹ dữ vậy ông. Được, cái này tôi khoái nè. Nhưng mà chuẩn bị kỹ chưa? Có đất rồi, chuẩn bị xây nhà. Cái này được. Không là ngon rồi. Anh sẽ đi tìm người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cao tầm 1m50 cho đến dưới 1m6 và hiền lành, biết tính trên nhường dưới, biết người mà truyền thống. Cũng không thích hiện đại hả? Còn giữ một cái nét gì đó truyền thống chứ với cá tính quá thì em sẽ không thích, không có dạng như là yếu điệu quá. Phụ nữ là không yếu điệu là sao? Anh ơi trời ơi, anh ơi. Anh ơi trời ơi, anh ơi. Anh ơi trời ơi, anh ơi. Dù người ta vậy nó dễ thương chứ. Không, phụ nữ là phụ nữ mà gặp á. Sao? Dạ anh nói sao? Vậy cứng quá. Không, em nói là có từ quá ở đây. Tức là quá mức. À, tức là điệu chảy nước hả? Quá nó mức, dạ. Cải lương quá, em cũng không... Cải lương. Ê, cái đó đụng chạm nha, cái này đụng chạm nha. À, cái gì? Cải lương quá là sao anh? Tức là người phụ nữ đó, tức là nó yếu điệu quá đến mức mà mình cảm giác giống như cải lương. Còn cái việc mà cải lương là cái môn, bộ môn em rất là thích mà. Dạ. Bực mình ông này rồi nha. Không liên quan gì cái cải lương nha. Bỏ cái cải lương đi nha. Dạ vâng. Đâu, anh dạ. Đứng lên tôi coi cái gì. Thương mà trời. Anh cao mét mấy? Dạ em thiếu một phần nữa đây, 1m6 gì. Khỏe không? Cơ quan em mới tổ chức khám sức khỏe thì em thuộc dạng loại 1. Ông này cái gu trả lời là không trả lời ngay trọng tâm mà phải điên vòng mới trở lại cái đáp án. Bạn có khóc không? Điểm yếu gọi là nặng nhất của em á là em xúc động khi mà xem phim nói về sự bất hạnh của người mẹ. Tối hôm qua đây chị Cát Tường đã lấy đi nước mắt của em và mẹ em rất là nhiều qua bộ phim Máu chảy về tim. Máu chảy về tim đó. Vậy là anh cũng cải lương rồi. Dạ. Không, em thì cũng mạnh mẽ. Khóc nhưng mà những việc nhỏ quá thì em lại không có thích như vậy. À, coi phim khóc là việc lớn. À, rồi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn anh đã ngưỡng mộ là và coi phim của trời em. Trời ơi, càng nói mà càng chọc nữa. Sao không, em? Sao? Thấy cũng khó nuốt lắm hết chứ. Không phải dễ không đâu nha. Đàn trai dễ thương lắm á, đừng có giỡn nha. Tôi chưa có là nói chuyện với bạn gái. Trời ơi, trời em. Tình hình em muốn kiếm người bạn trai thế nào? Em là 28 rồi. Nên em cũng muốn kiếm một người bạn trai là cũng lớn tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, biết lo lắng cho gia đình, thẳng thắn, có chí cầu tiến. Anh này có hết rồi đó. Nhưng mà em phải thích tính quyết đoán mới được. Quyết đoán hả? Tại vì con trai là phải mạnh mẽ, phải để làm chỗ dựa cho người phụ nữ. Nhưng nhiều khi quyết đoán quá em không chịu sao? Những người mà có ngoại hình hay là có về kinh tế hay là có tính quyết đoán hay địa vị thì chắc chắn là sẽ có một cái người gì đó phù hợp hay người đó có một cái yêu cầu gì đó cao hơn. Cho nên em nghĩ là trong cuộc sống thì chẳng ai hoàn hảo hết. Đúng rồi. Cái duyên số thôi. Anh này dễ thương lắm. Đây cao cũng không được lắm. Thiếu phân nữa mét sao. Dạ. Có cái điều nào mà em tối kỵ về người đàn ông, em không thích ở người đàn ông không? Thật sự là không thích một người đàn ông là lăng nhăng. Da nhăn được không em? Da nhăn thì được rồi chứ. Với lại hay hút thuốc hay nhậu nhạt. Anh ơi, có hút thuốc hay nhậu nhạt gì không anh? Em thì không biết uống bia rượu và không hút thuốc chị Tường à. Rồi, được luôn. À, hôm nay mình có đi với người thân không? Đến chương trình là đi với em dâu và bạn ạ.
Dạ em chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào Quỳnh Linh và chào anh ạ. À. Về những tiêu chuẩn mà anh đưa ra hoặc là chị Điệp đưa ra thì em thấy là đều đáp ứng được với nhau hết. Chị em cũng nhiều khi á cũng có hơi cái tính là hơi càm ràm á, thì không biết là mình có suy nghĩ gì về cái tính đó không anh ha? Cái tính đó thì cũng là một cái việc nhỏ thôi em, tại vì anh cũng có cái tính mà gọi là nóng tính. Đã là bạn của nhau và tiến tới sâu hơn nữa thì cái việc đó sẽ khắc phục được. Dạ, khi mà tiếp xúc với nhau thì có chọn lựa với nhau hay không thì đó em là quyền lựa chọn của hai người. Anh có sức hút không? Dạ, sức hút của anh là từ qua lời nói của anh rất là chân thật. Anh cảm ơn em. Nếu mà sức hút của yếu mình mua ống hút mình để cái bên luôn. Rồi, bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ của em và bạn của em chị. Rồi, dạ. Chào cô. Dạ, con, chào bác ạ. Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào cháu và chào dạ đây. À, cháu gái đây cũng là dễ thương. Tính càm ràm cho mà con của tôi sinh là nó cũng hay nóng tính. Nhưng mà rồi nó cũng nguội liền. Thì hai đứa đây cũng cố gắng lên con. Rồi để gặp nhau tìm hiểu. Rồi đi đến xa hơn chút nữa. Cho cô mừng đi. Em nói vài câu với bác đi. Trước tiên là con cảm ơn bác. Trong cuộc sống thì chắc chắn là cũng có phát sinh, nhưng mà mỗi người ai cũng vậy, sẽ cố gắng kiềm tính mình một tí để có thể trung hòa. Cô cảm ơn con. Dạ. Anh có biết bài hát nào về Phú Yên không? Em thì hát một đoạn về nói về Phú Yên. À, rồi đó. Một tí, một đoạn nhỏ thôi. Từ đèo Cù Mông theo hướng chơi nam, một vùng trời nước biển xanh mênh mông, gặp vùng lưới lúa xanh tươi tì hòa, quê em đây có núi nhang sông Đà. Màu xanh Phú Yên, màu xanh của lúa, màu xanh của biển, màu xanh núi rừng, vừa xanh biết xanh. Em yêu em quý, quê hương mình Phú Yên, ai đi xa nhớ, xin nhớ về đừng quên. Hát giật mình. Tôi chưa có đến Phú Yên lần nào á, nhưng mà tôi nghe bạn hát bài hát này tôi sẽ nhớ mãi Phú Yên. Bây giờ chúng ta mở màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút. Mời hai bạn. Chào em. Anh rất quên em, anh gặp cái này. Dạ, em cảm ơn anh. Anh gặp em, anh ngồi cái sức suy nghĩ của anh, tưởng tượng của anh. Tại vì anh nghĩ về em thì anh nghĩ là để mà ghép đôi một người với anh thì không có phải mà xinh đẹp mà dễ thương như em. Nhưng mà về tính cách thì có thể là lựa chọn có thể gần giống, nhưng mà về cái ngoại hình thì không thể mà xinh đẹp như em. Nhưng mà anh rất, hôm nay anh cảm thấy rất là may mắn vì tính cách anh cũng rất thích. Trời ơi. Và ngoại hình cũng rất là thích. Nói tôi nhức đầu vậy trời á. Suy nghĩ hoài cái vụ này, nói kỹ lại thôi nha. Dễ hiểu lầm vụ này lắm nha. Người ta mở rèm lên là chịu liền đó. Nói gọn lại. Tính cách về con người quá con này rất suy nghĩ là... của mình đúng không? Qua mình nằm mơ sao mà bữa nay nó khác hết trơn. Đẹp hơn, hợp hơn. Cưới nhanh hơn đúng không? Dạ, cưới nhanh hơn. Em cảm ơn anh. Trong suy nghĩ em đăng ký chương trình thì em cũng mong là sẽ tìm một người lớn hơn, điềm tĩnh hơn cho mình một chỗ dựa, giống như em tưởng tượng chứ không phải là quá xa. Anh có thích đi du lịch không? Anh cũng rất thích đi du lịch. Mới vừa rồi thì anh cũng có đi du lịch với mẹ anh và đi ra Phan Thiết, chứ không có người để đi cùng. Anh, nếu mà em có gọi là thích đi du lịch như anh thì anh sẽ mời em một dịp nào đó để mình cùng đi du lịch. Em là người rất thích đi du lịch và em cũng chưa đi Phú Yên nên nếu mà có dịp em sẽ đi. Anh sẽ là người hướng dẫn viên vị trí em. Dạ, cảm ơn anh. Lần đầu gặp anh thì em có cảm giác gì về anh? Em rất mừng là sự chân thật. Để xây dựng một gia đình á, thì người đàn ông là sự chân thành là sự quan trọng nhất. Về khoảng cách hay tuổi tác gì đó thì đó là sự mình có thể khắc phục được. Anh có người anh là anh quyết tâm việc gì thì anh sẽ làm được việc đó. Dạ, cái đó em rất mừng. Bây giờ anh nói một cái gì đó tỏ tình với bạn hát gái. Hát một câu nữa tỏ tình chẳng hạn. Hát nữa hả? Đừng hát bài nãy nữa nha. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mái ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Anh hy vọng là mình đang ngọt ngào, tôi tưởng đâu làm nữa. Mà hát bài này được ghê. Được á, bài này được á. Trời ơi, dễ thương quá, trai tài gái sắc nè. Vụ này sớm sớm nha. Không có điều gì nha. Mà không thể cả. Vấn đề chúng ta quyết tâm, giống như nãy anh nói đây, là được đúng không? Nút bấm. 1 2 3 Trời ơi, mẹ kêu bấm đi. Mẹ hồi hộp quá. Ở dưới mẹ kêu bấm đi. Bấm rồi cô.
Dạ, cô yên tâm rồi nha. Em thì em bấm từ sớm rồi anh, mà sao nó lâu lên. Dạ vâng. Em nói gì với mẹ chồng tương lai đi em? Gặp nhau ở đây cũng là có duyên, nhưng mà mình qua tìm hiểu, con hy vọng là con sẽ là có cái nợ với gia đình mình ạ. Hay quá. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Thẻ thanh toán quốc tế ECB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng đồng tặng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Thẻ này chỉ cần vô siêu thị móc ra là thanh toán, khung cái lê hên. Cho phép anh hôn em. Thôi. Cho phép anh hôn em đi. Dạ cái đưa cái đầu này nè. Bây giờ hôn trước là hôn ngay má đàng hoàng cho mọi người thấy đi. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn chị ạ. Em thì em có hai mối tình. Một trai một gái. Không, chàng trai anh lộn gái anh. Đâu. Như vậy là ngày hôm nay ông Mai bà mối rất là thuận lợi. Cũng không cần phải nói gì nhiều bởi vì họ đã quá đồng cảm với nhau rồi. Coi như là mở màn lên một cái là coi như chớp sẹt sẹt lia lịa điện mà nó bay chết. Cảm ơn em đã làm cầu nối tặng em chiếc thẻ đến từ Nhật Bản JCB. Có không? Học này để cặp tặng cặp thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời bạn. Dạ em là Võ Văn Bình, đến từ Ninh Thuận. Có mở một cái dịch vụ nhỏ nhỏ làm vệ sinh công nghiệp. Vệ sinh công nghiệp là sao? Tức là công trình ta xây dựng xong, bên em sẽ vô vệ sinh và bàn giao cho chủ nhà hoặc là các chung cư được đó. À, tức là dọn vệ sinh cho tất cả các căn hộ mới làm xong đúng không? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Ủa bạn nhiêu tuổi bạn? Dạ em năm nay 29 tuổi chị. Chào bạn nữ, rồi em giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em chào, xin chào anh Huỳnh Linh. Chào bạn. Dạ. Em tên là Trịnh Thị Kim Hồng, 25 tuổi. Quê em ở Bình Phước. Hiện tại em làm việc ở Kumon Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Khuyết điểm nhiều lắm. Dạ. Em ăn chậm. Cứ ăn tô cơm là ăn bao lâu? Chắc gần tiếng. Trời đất ơi. Ăn đến cơm tiếng. Này ăn giống con tôi quý vị. Ủa nó có cần người Đức không em? Dạ không. Em vừa ăn vừa ngâm vậy đó. Là sao? Ví dụ như em bỏ vào miệng em ngậm em không nhai hay sao? Dạ không, em nhai nhưng mà giống như em vừa coi bạn muốn hẹn hò vậy đó. Em vừa coi vừa ăn vừa coi vừa ăn. Với lại em không biết cách bắt chuyện. Em ít nói nữa. Còn ưu điểm của em thì em nấu ăn cũng được. Nói chung là em biết quan tâm mọi người. Nấu ăn nhanh không? Nấu bữa cơm bao lâu? Nấu nhanh. Nấu nhanh chỉ có ăn lâu thôi. Vì ở nhà mình về rồi mình thoải mái thôi, chứ còn ra ngoài thì em vẫn ăn nhanh. Vậy cũng được, chưa đến nổi. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Thôi nhiêu đó thì em ít biết nói. Nói ít thôi ha, để ta tự khám phá. Để bạn nam nói đi. Bạn nam, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em có thể học hỏi rất nhanh, làm được nhiều thứ lặt vặt. Làm lặt vặt là gì? Ví dụ như em có thể sửa điện thoại hay là sửa máy tính đồ đó anh. Nó đâu lặt vặt đó cũng lớn à. Dù không, em chỉ biết sửa tí tí thôi chứ em không biết sửa nhiều. Khuyết điểm? Khuyết điểm em thì nói nhiều thôi. Nói nhiều hả? Dạ. Bây giờ đâu thấy nói nhiều đâu. Chắc có thể lạ đấy anh. Nói nhỏ nữa. Nói này yếu điệu nè, có ai nói em nói yếu điệu không? Đám bạn nói em là BD không à? BD phải không? Hoang mang từ từ nha. Hoang mang cho nhà gái vậy. Cái vụ này mệt à. Chắc có thể do lúc cái thời gian mà em còn sinh viên á. Là em lúc còn sau khi học năm nhất xong là em xuống Bến Thành em làm. Nó lớn lớn xíu em, cái chuyện này quan trọng. Thời gian là em xuống Bến Thành em làm là em mới có học hỏi cách bán hàng ở dưới á. Dần dần cái em kiểu cách em bán hàng á, mời chào khách hàng đồ á. Nó giống... Giống gì? Nó hơi dẻo á. Nên giống 3D đúng không? Dạ đúng. Nên ai cũng nói em như vậy. Nhưng mà bản thân em có thấy em vậy không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc, manly lắm. Có trải qua mối tình nào chưa? Yêu ai chưa? Hung hít gì chưa? Em thì em có hai mối tình. Một trai hay gái? Không, chàng trai anh lộn gái anh. Trời. Lâu cài thử biết đâu giật mình nói thiệt sao? Trước là em với cô ấy ở chung dãy trọ. Ở chung luôn rồi? Không, tức là ở chung dãy trọ mà em ở trên, cô ấy ở dưới.
là mà lý phòng trọ em ở trên, phòng trọ của nói em rõ ràng với gì em ở trên cổ dưới, xong thì ra vô em chạm mặt em cua. Em cua mấy năm? Được hai mấy ba năm. Mà lý do sao chia tay? Tại em BD hả? Không chị, là do em thì muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, cô ấy muốn lập nghiệp ở Nha Trang. Cô ấy nói cuộc sống Sài Gòn Bon Trang cô ấy sống không được. Khoan để hỏi cô kia, bây giờ em muốn lập nghiệp ở đâu em? Dạ ở thành phố ạ. Rồi được, ổn. Bây giờ mình bớt cái tính gì đó 3D gì lại được không? Không phải bớt, bớt nó rung lạ. Em nói gì á? Chứ bản chất không có đúng không? Trời ơi, cái gì vậy trời? Hỏi bản chất không có cái. Em có tò mò không em? Ngoại hình hả? Có. Ngoại hình đôi khi ta hiểu lầm á. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều một chút. Nãy giờ em thấy anh nói nhiều nhưng mà anh chưa thấy nói nhiều nhé. Ở đây quá vui luôn. Điều gì em không thích? Dạ, không uống rượu, không hút thuốc. Uống rượu thì được. Có không em? Cả hai à? Gì nữa không? Cả hai luôn hả? Trời ơi, bên đây cả hai luôn kìa. Cả hai là cả hai không có hay cả hai có? Uống và hút luôn chị. Thôi bỏ bớt đi. Dạ chị. Ủa tướng thì cũng men lắm mà sao? Ngon, đẹp trai. Bây giờ bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm. Sao làm gì mà quẹo tay quẹo chân hoài vậy? Rung cái gì? Đi đứng lên kiểm tra cái coi, đứng lên. Rung. Đứng qua đây kiểm tra cái coi. Tướng ngon lắm. Thể dục thể thao gì không? Dạ không. Trời ơi. Rồi có khỏe không? Khỏe chị. Tưởng nó nói hông nữa chứ. Hết đất nổi không? Chắc không nổi đâu. Không nổi là không có vợ đâu á. Chắc không nổi đâu chị ơi. Thiệt luôn hả? Thiệt, em hết hụt tới 5 cái mà. 5 cái thôi là giờ gái vợ? Không tới 5 cái. Thì bây giờ 5 cái ráng lên mới có vợ. Hít lên hụt lên, hít 1 cái em 4 cái. Rồi, làm luôn. Anh hụt 1 cái đúng không? Anh cái phụ em còn 4 cái, rồi chơi. Trời đất ơi trời, 5 cái mà ông trả giá nữa trời. 1. Trời ơi trời. Nập luôn rồi. 2. Trời ơi. 5 rồi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Hít 3 cái mà nằm ở 2 cái. Ủa vậy rồi đi chơi bạn gái rồi cái gì đột xuất rồi bệnh người ta xỉu ngoài đường rồi làm sao em ẩm người ta đi nổi. Xe ôm taxi gì. Cho ông xe ôm ẩm luôn. Không em dìu lên chứ. Ngồi đi. Ngồi đi cưng. Để nói em nghe nè, ngồi để nó rung quá rồi. Để tao bình thường thôi. Bây giờ chị Cát Tường với anh Nguyên làm vậy cho em thoải mái thôi chứ không có gì đâu ha. Bây giờ thế này nè, đàn ông mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa, về tập thể dục thể thao tốt cho sức khỏe, bỏ thuốc đi, bỏ rượu đi, được không? Chứ hại sức khỏe lắm. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Cũng biết luôn. Ủa là sao em? Sao cũng được hết hả? Dạ đúng rồi. Hả? Ủa thiệt luôn hả? Ủa thiệt luôn mà. Đây dễ lắm. Rồi ngoại hình? Mấy 55 chừng lừa chị. Ế gì lắm à? Mới 28 mà, 29 mà ế. Vậy sao thế nào cũng được, mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn để mình đi chọn vợ chứ. Em thì chỉ cần cô ấy thích tham gia các hoạt động thiện nguyện giống như em thôi. À vậy đó thôi. Là có ưu điểm còn của mình. Ngoài ra còn những cái khác thì em không quan tâm. Vậy là tốt. Nghe rồi, nghe chưa? Dạ nghe rồi chị. Sao không được hết ạ? Bây giờ dễ tính vậy. Đến qua anh coi đàn gái sao nha. Mạnh mẽ lên đó, cười rất tươi đẹp trai chứ bộ bên đây cũng ngon lành. Tình điều hình chung là hít đất 5 cái không nổi. Chào em. Chào anh. Anh đây anh đẹp trai dễ thương, điều có nhút nhát thôi, nãy giờ anh với Cát Tường bơm cho mạnh mẽ lên thôi. Chứ anh dễ thương lắm. Em cũng nhút nhát lắm, em thích người hoạt bát hơn. Có khả năng giao tiếp hơn em. Biết đâu anh gặp em anh nói nhiều thì sao? Dạ. Chứ anh thấy là cũng được lắm á. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Không quan tâm nghĩ tới cảm xúc của người đối phương á. Anh quan tâm đến thiện nguyện là chắc là cũng cái tâm cũng tốt đấy. Dạ. Cặp này đưa ra tiêu chuẩn dễ lắm. Cặp này dễ mà ha, dễ thương mà, cô gái cũng dễ thương, chàng trai cũng dễ thương, đều hơi nhút nhát chút xíu thôi. Đó, chỉ có chuyện là cái nội thất là hơi yếu đuối chút thì tùy em thôi, còn bên ngoài là chị thấy ok hết trơn rồi đó. Thôi mình hỏi người thân, hỏi người thân ý kiến sao nha. Em có đi với ai không? Em đi với em gái rồi hội chơi chung bạn ế với em á. Với hai chị đồng nghiệp và dạ, 10 người á. Chào các bạn. Dạ em chào chị ạ, em chào anh Huy Linh ạ. Em chào anh ạ. Em thấy anh bên này thì cũng đẹp trai, cũng đô con, nhưng mà anh là hơi nhát quá à. Anh phải là mạnh mẽ lên ạ. Chị em thích người là chín chắn, biết cầu tiến, biết lo lắng cho gia đình. Anh có thể làm được không ạ anh? Cầu tiến thì anh cầu tiến dữ lắm em ạ. Còn lo lắng gia đình mới quan trọng, được không? Được chứ. Ví dụ như cầu tiến thì anh có thể nêu ra vài cái cầu tiến thế nào anh? Chỉ tiêu anh đưa ra là anh sẽ cố gắng mua được căn nhà ở Sài Gòn.
Có thể là trên này thời gian thì ngắn ngủi thì em mong anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu để đi đến với nhau xa hơn ạ. Rồi bạn Nam, bạn đi với ai? Dạ em đi với em họ. Chào em họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả. Rồi, chào chị. Nói về anh Bình thì ổng vậy đó chứ ổng thật thà lắm. Thật thà chất phát. Ổng cũng cầu tiến dữ lắm. Mong chị cũng chấp nhận cho ổng để ổng bớt ế. Dù ổng yếu yếu đó là em thấy sao? Dạ cũng có chơi thể thao. Chơi môn gì? Dạ chơi đá banh. Có chạy bộ này kia. Có sao hít đất 5 cái mà ụp mặt đất không vậy? Không em chạy đá banh là chắc em chạy là... từ dưới con em dẫn banh lên con xong em đi bộ xuống con lại. Thôi bây giờ hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị kéo mặt. Anh run lắm hả? Chắc vậy. em sợ là em lên đây em run lắm, em sợ em nói không được nữa kìa. Mà em thấy anh còn run hơn em. Anh có gì hỏi em không? Lớn lên Bình. Không có gì đâu. Trời ơi. Anh không hỏi sao anh hiểu được. Anh phải hỏi anh mới hiểu được chứ. Từ từ về. Anh không được từ từ về hỏi sau em. Anh sao? Không tạo ấn tượng cho em làm sao em nhấn nút được. Anh nghĩ nãy giờ anh đủ tạo ấn tượng lắm rồi đó. Anh hát hay không? Thôi kêu anh hát đừng. Bỏ đi em. Sao có gì cũng không hết trơn rồi trời. Em hát dở lắm anh ơi, mà cũng chả thuộc bài nào đâu. Rồi nữa bạn gái rủ đi hát karaoke đi không? Dạ, đi mà không hát. Anh ít đi chơi lắm hả? Ừ anh ít đi chơi lắm. Không anh anh thẳng thắn anh nói trước. Chúng ta thế này nè em. Chỉ cái người để thật thà đó có sao tao nói vậy. Người tốt chứ không phải xấu đâu ha. Vấn đề là nhát quá. Bởi vì mới ế. Chính là nếu mà em chinh phục được người này thì... Đúng anh, em nhát gái lắm. Ủa là giờ chinh phục ngược lại luôn hả? Bắt gái chinh phục con trai luôn. Ờ hả? Biết đâu về dễ dãi lắm em. Có không? Có dễ dạy không? Nói không liếc rồi. Dễ không? Không chị. Trời đất ơi, gì không chị? Quan điểm của anh á về nuôi dạy con cái là sao? Đừng nói không nha. Cố gắng nói cho ra. Anh chưa tính. Ví dụ như anh chưa tính. Thôi con làm dễ dễ vậy nó tính. Câu đó là khó gì? Thôi câu nào dễ dễ anh làm như thế. Câu nào dễ thì em dễ thương. Hỏi thử của em. Vậy anh thích con chó hay con mèo? Câu này mà không trả lời được dễ lắm rồi đó. Anh thích cả hai con. Một thôi anh. Để em coi thử coi có cùng sở thích giống em không á. Anh thích con chó hơn nhưng mà động vật thì anh con nào anh cũng thích hết. Em không thích con mèo. Đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện về chó. Rồi từ động vật mình tiến lên bậc động vật bậc cao hơn chút đi kia. Nãy giờ nói thiệt, nãy nói là tiêu chuẩn sao cũng được, thì giờ mở màn lên gặp cô gái này là có ưng trong bụng không? Cảm xúc bây giờ cảm thấy như thế nào? Quá tương tự ưng liền. Ưng ý hả? Bây giờ nè, quan trọng là em làm gì để cô ấy tin tưởng và bấm nút vậy thôi. À, em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không? Nếu cô ấy cho cơ hội thì em sẽ làm gì? Anh cũng nói thiệt là nãy giờ quá nhút nhát chứ không phải là hơi nhút nhát một tí, nhưng mà thực sự là bên ngoài á, thứ nhất là nói nhiều nè, thứ hai dễ gần. Thử cho cơ hội đi em sẽ thấy. Hôm nay em rất vui là được gặp anh. Trời ơi. Hết thời gian. Nãy giờ mình nói qua nói lại cho hiểu nhau hơn, nhưng trong lòng của mọi người tôi biết hiện nay cũng đang rất là trăn trở, bấm hay không bấm. Biết đâu chúng ta có duyên thì sao? Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ây da. Em bỏ mất một cơ hội thật là đáng tiếc. Một cô gái rất là dễ thương. Dạ, em nghĩ là vậy. Đúng ra nếu anh là anh sẽ là người bấm. Tại sao anh không bấm? Em biết cô ấy không bấm à? Đúng anh. Mặc dù em thích cô ấy. Chưa biết. Thôi thế này, qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong tình yêu, trong quan hệ giao tiếp bạn bè. Anh nghĩ rằng em cần nên có nhiều chia sẻ nữa. Các bạn đồng nghiệp, có thể là em họ. Bây giờ em ngồi em sẽ thấy được tất cả những gì đó. Em sẽ bổ sung và rút kinh nghiệm cho anh của mình hơn nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay chúng ta ở trên sân khấu này chúng ta chưa đồng cảm được với nhau, nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ở đâu đó. Thật sự là mình rất tiếc. Tiếc lắm. Em cảm thấy rất là tiếc với cặp đôi này. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là
bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi giờ mình chia ra ha. Dạ. Mình không có đi đôi. Rồi mỗi người đi một hướng. Mời bạn. Rồi chào em. Trải qua 2 mối tình ạ. Dạ em cùng 2 mối tình anh ạ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, chúng ta giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào cô gái bên kia bức rèm. Em tên là Lê Bạch Hoàng, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa. Em đang sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là điều độ vận tải. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh cùng anh chơi bên cạnh ạ. Cùng quý vị khán giả, em tên là Nga, năm nay 25 tuổi. Quê em ở Thái Bình, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Là mình làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng chị. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu về cái con đường tình trường. Mời bạn gái. Trải em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì là thời học sinh cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 1 năm ạ. Lý do tại sao mình chia tay? Có thể cái anh đấy là hơi tiết kiệm quá rồi. Tức là keo kiệt đó hả? Dạ. Rồi gì nữa? Hơi gia trưởng anh. Gia trưởng mà keo kiệt. Bạn trai bên kia có keo kiệt với gia trưởng không cái này? Không chị ơi. Rồi bên kia 2 mối tình, bên đây mấy mối tình? Dạ em cùng 2 mối tình anh ạ. 2 mối tình luôn. Rồi bạn gái mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Dạ ưu điểm của em chắc vui vẻ hài hước, tính trẻ con ạ. Còn nhược điểm thì nấu ăn hơi dở chị. Rồi mình đặt ưu điểm, khuyết điểm thế nào? À ưu điểm của em thì là dễ tính, dễ nuôi, dễ thích nghi cuộc sống, em sống khá tự lập, em có chút hài hước, biết nấu ăn và có thể làm công việc gia đình. Rồi giúp bạn bên kia được, bạn kia nấu ăn không ngon. Khuyết điểm thì tính em hơi trẻ con ạ. Rồi bên kia cũng trẻ con, đây trẻ con. Rồi thành cái nhà trẻ luôn. Mình có đặt ra tiêu chí tìm bạn trai làm người như thế nào không? Dạ ngoại tiêu hình. Chí ngoại hình thì cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Dưới một chút được không em ơi? Dưới một chút thì cũng phải 6, 7, 6, 8 gì đấy. À, không, anh 69 chắc là hợp đấy. Em thích gì em nói lại. Giống như được che chở chị. Mình chui vào. Chui vào nách à? Chui vào đó làm gì? Không khí nó không có khoáng đãng. Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Chui vào đó ổn không em? Ổn chị ạ. Nhưng mà em hơi bé, hơi nhỏ nhỏ con ạ. Cái chuyện nó không quan trọng mà cái không khí nó có ổn không? À, em nghĩ là ổn đấy ạ. Ổn mà còn có suy nghĩ nữa ha. Bạn trai thì mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình đi tìm như thế nào không? À, dạ có chị ạ. Em thích một cô gái da trắng, người đầy đặn một chút xíu ạ. Thích có răng khểnh hay là má núng thì tốt quá. Còn về tính cách thì cô ấy vui vẻ, hài hước, có sở thích mặc váy, có một chút hiện đại cũng như là một chút về truyền thống. Tại sao lại thích mặc váy? À tại con gái mặc váy thường nó dễ thương. Dễ mà không thích gì người phụ nữ? Em không thích người con gái ấy, mà dành thời gian cho chiếc điện thoại nó có nhiều ấy. Kiểu là cô gái ấy là sống ảo quá ấy. Là em sống không thích. Ảo. Dạ. Còn gì nữa không em? Em nghĩ vậy thôi ạ. Rồi. Mình cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn quá ha. Dạ chào chị ạ. À, dạ chị chào đẹp bạn. Quá. À, cảm ơn em. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa thì được nè? Em nghĩ từ 1 đến 2 năm. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai người tiến tới đâu. Lấy nhau thì mình định sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Cái này thì phụ thuộc vào cả hai người. Nếu mà cô ấy thích về quê thì em đã có nhà, có đất. Cô ấy thích kinh doanh thì em sẽ tạo cho một cô ấy một cái cửa hàng để kinh doanh. Rồi. Còn nếu mà muốn ở Sài Gòn chẳng hạn thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ dễ thương hai người cùng ở. Nhiều đó thôi, nghe vậy thấy mình có cái chí hướng ổn định, hướng ổn định có đó. Kế hoạch là được rồi. Ha, rồi. Có chuẩn bị nghe kỹ. Rồi, ha. Dạ. Cái này được. Muốn về quê hay là muốn lập nghiệp trong Sài Gòn? Chắc em muốn lập nghiệp đây à. Chào em. Ôi chào anh. Là muốn về quê cũng được, ở trong đây cũng được. Dạ. Anh đã có định hướng sẵn hết trơn rồi. À. Nhưng mà sớm nhất là khoảng bao nhiêu có thể, anh có thể tiến tới được? Em chắc 1-2 năm nữa. Thích mấy đứa con? Chắc càng nhiều càng tốt anh. Hả? Cái này thích đó. Nổi không? Sao bạn trai? Em thích ạ. À. Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ thôi. Nha. Dạ vâng. Được đấy. Anh thấy bên đây ổn cũng không anh? Em ổn.
Ổn ha. Hôm nay mình đi nhà gái mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng anh họ và bạn anh. Xin chào anh Kính Linh và chị Cát Tường. Cùng chào anh họ. Chào anh. Chào. Nói chung thì nhìn bạn thì cũng được, tiêu chuẩn thì em gái thì chắc cũng tầm tầm vậy. Nói chung là ok. Tầm tầm mấy nhưng mà ok. Dạ, vâng. Điều là cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì lời nhận xét ạ. Dạ. Rồi bây giờ đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ, mới bay từ Bắc vào ạ. Ồ. Rồi chào dữ. Em Con chào chú Quyền Linh ạ. Con chào cô Cát Tường, chào tất cả vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì con xin được nói một chút về anh con ạ. Thì anh con là một người rất là hiền lành, thật thà, sống rất là tình cảm và có trách nhiệm. Chương trình sắp xếp cho hai người ngồi đây rồi thì con nghĩ là hai người cũng có một cái duyên. Thì con nghĩ là không có lý do gì mà hai người bỏ lỡ cái cơ hội này để tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ mình kéo màn nha, để cho hai bạn gặp mặt xem trái tim nó có biến thành màu đỏ hay không. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Em rất đẹp. Anh rất thích được cười của em. Anh có khen. À anh cũng muốn quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn. Mong em là thích nó. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh thấy phụ nữ mà đi làm nhiều quá, ít dành thời gian cho gia đình thì anh nghĩ sao? Bây giờ phụ nữ rất là hiện đại. Dạ. Cái thời gian nó bận rộn quá nhiều nhưng mà họ vẫn có thể thời gian dành cho gia đình. Nên anh nghĩ là em cũng là một người hiện đại thì em sẽ tốt cái vấn đề đó. Dạ, dạ. Hoạch hẹn hò sắp tới sẽ là như thế nào? Em nghĩ là một tuần mình gặp 1-2 lần là hợp lý nhất. Lâu lâu khoảng 1 tháng hoặc là ngày lễ cái cuối tuần ấy, mình tổ chức đi chơi xa, Cần Giờ hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết này đó. Rồi có thể là tới Đà Lạt chẳng hạn. Dạ, Đà Lạt em cũng thích ạ. Anh mong là có dịp cùng em tới Đà Lạt. Dạ, dạ. Rồi. Anh có keo kiệt không? Em anh không keo kiệt không? Em không keo kiệt đâu chị ạ. Nãy tao mời đi chơi tùm lum hết trơn mà keo kiệt cái gì? Mời đi chơi thôi chứ chưa nói ai trả tiền mà. Ai đàn ông để phụ nữ trả tiền đúng không em trai? Vấn đề này thường phần lớn là do con trai tự trả tiền. Nhưng mà những cái khoản mà lớn có ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau giúp. Như cụ thể luôn đi. Bởi vì mình không tính, không thích cái tính keo kiệt. Ví dụ dần hai người muốn hai phòng là giá 1 triệu đi. Dạ. Thì sao? Hùng sao? Có lẽ em 70 hoặc 80 gì đó. Cô ấy có thì cô Hùng mà không thì em cả cũng được. Ok. Này được, duyệt. Có keo kiệt không em? Dạ. Vậy là có keo kiệt không? Dạ cũng chưa biết anh. Đó rồi anh là chứng minh cho em thấy đó. Em nói đại cho bụng em đang nghĩ gì em nói đại đi coi em nói chị nói đi, sao đâu. Vậy có keo kiệt lắm không? Chắc không không. Tại mới gặp anh cũng chưa thể cảm nhận hết được. Bây giờ mình tỏ tình đi em. Mình phải tỏ tình sao cho nó lãng mạn, mình thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ mình mới gặp cô gái này mình thấy như thế nào? Anh không biết là em suy nghĩ như thế nào nhưng mà anh chưa chắc là anh là người tuyệt vời nhưng anh chắc chắn mình là người khá là tốt. Về trách nhiệm, tôn trọng gia đình, công việc là anh có thể đáp ứng được hết. Rất hay. Đấy. Em phải cảm nhận những cái gì mà nãy giờ em suy nghĩ về anh ấy. Cảm nhận rất là thật. Và hiện giờ cái cảm xúc em ra sao? Em thì cảm nhận anh ấy cũng hiền lành, thật thà, cũng dễ chịu. Nhưng mà một phần thì em cũng hơi ngại là quê cũng không được gần nhau lắm ấy. Cuộc sống bây giờ thì anh thấy rằng cái đường đi nó cũng dễ lắm. Máy bay có thì tất cả nhiều, rất nhiều phương tiện để đi. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương, đủ rung động hay không thôi. Thôi, các bạn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút rất là quan trọng. Như hết rồi. Anh ấy rất là chân tình, rất thích em ngay từ lúc cái nhìn đầu tiên. Và anh thấy rằng cái kế hoạch của anh ấy rất là trọn vẹn, rõ ràng. Quan trọng là trái tim em có rung động hay không thôi. Bấm nút là trao nhau một cái duyên nha. Bấm nút không phải làm bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em.
Em gái em suy nghĩ điều gì vậy? Dạ có thể là trái tim em chưa thực sự rung động anh. Cái này thì anh nên để ý. Anh ấy nhường cho một bạn khác. Cái này anh đồng ý nhưng mà nếu mà nói xa quê thì anh không đồng ý. Không phải. Dạ. Bạn trai thiếu một chút xíu nữa thôi. Bạn trai rất là đầy đủ mọi thứ nhưng có lẽ cái cách mình diễn đạt á nó chưa có được nó quá. Đúng rồi, tại vì phụ nữ mà người ta thấy như hồi nãy chị chờ đợi em, chị nghĩ cái này là cái suy nghĩ riêng của chị thôi. Nha có thể bạn gái đầu tiên là ưng bụng em đó, nhưng mà khi em nói cái đoạn mà chia tiền đó là cái chỗ đó em nói nó hơi bị nó không làm bạn gái cảm thấy rồi quá. Đúng rồi, tại vì cái chuyện đi du lịch chung mà ngủ khách sạn mà chia tiền thì chị thấy thật sự nếu chị phụ nữ chị nghe tới đó chị cũng nhột nữa. Anh cũng bảo vệ bạn trai không, ở chỗ này nè. Ví dụ như em nói mai mốt mình có những kế hoạch chung làm ăn hay là mua nhà mua cửa để tiến tới hôn nhân hay xe cộ con cái gì cái đó mình mỗi ai cũng có lương mình xe. Cái tâm bạn cái kế hoạch của bạn rất tốt, rất đúng. Nhưng mà cái câu đó ở ngày đầu tiên gặp gỡ mà nói thì phụ nữ người ta hay bị nhạy cảm. Nhưng mà nó cũng đẹp rồi nó hơi đầu, bị nó... Bởi vì hai người cũng vừa đi làm, chưa có một cái cơ ngơi cho nó hoàn trang lắm. Hay là lúc đi thì... Phải thì chưa đủ tiền để chơi gần thôi. Chứ đi chơi mà còn ngủ khách sạn mà chia tiền là chia làm sao. Cũng phải bạn gái phải hỗ trợ chút xíu. Không, cái này hơn bình thường đó mà. Không có gì đâu. Trời đã yêu nhau. Nói... bạn đặt rồi thế thôi chứ tôi tin chắc rằng thì đó, khi đi ra lên đó do cái cách nói mà thôi, không để bạn gái hùng 200 mình 800 đâu thì bởi vậy còn hỏi ông còn nói đặt rồi chia 73 nữa chứ trời ơi. Thôi không sao, nhưng mà đó là vẫn là quyết định và tôn trọng cái quyết định của hai bạn. Và vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình đang còn đâu đó, hoặc là những người đang tham gia chương trình, đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ bấm chọn hai bạn, hai bạn và liên hệ với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ vâng, dạ, em cảm ơn anh chị. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn. Bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ vâng. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em thích bạn nữ thì còn mỏm mỉm tí. Mỏm mỉm hả? Dạ. Em thích con trai cơ bắp rồi. Bên đây không có cơ mà có bắp. Như vậy là cũng một chút tiếc nuối cho cặp đôi vừa rồi. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của họ và mình tôn trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em chào chị Cát Tường. Chào chú Huyền Linh, Tường Sản Thể các bạn. Rồi, ngồi đi bạn. Em chào anh Nguyễn Linh, là em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ kế bên. Wow, một chàng trai rất là năng động. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là... giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị, nhưng mà thường thì không có ghép dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình, kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung, rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng nói mà đi. Em không có mụn miệng. Em năng động thì có, men lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào, nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp rồi. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dáng thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cứ mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi
đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thôi, ta em chơi được hết, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh, hồi lâu quên cô ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại chưa cơ hội để đi nhiều, tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Em tối nay em có đi nè, chạy bộ đi với em luôn. Được, tới luôn em ơi. Được, nhưng mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước vụ này đi, vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phượt thì em cũng có kinh nghiệm rồi, nhiều lắm. Không, bây giờ đi chung phải Hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì trong xe nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dù nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Phải coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, anh nổi đâu. Trời ơi, bự quá rồi đâu mà biết có khỏe hay không mà. Bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi, leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó. Thì nói chung tại vì tính em rất là rủ rê. Dạ. Ở dụ tưởng đâu là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian á thì có thể em về quê. À rồi, để chị hỏi thử coi. Rồi, hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em. Nãy giờ anh đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn? Đồ trang sức à? Dạ, cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Cô này khéo tay. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà. Nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử có anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Tỷ hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng mà. Mấy cái đồ mà tuổi tin thì khoảng nhiêu? Thì em không có nghĩ ra, nhưng mà ý là cũng ít thôi, cũng 30 triệu thôi chứ không. 30 triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này trước dạ. Xong rồi tới kia. Cái răng trước sức sao nha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cô góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ, 500 anh em của em. Trời sao ơi. Còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ, em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi, chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ, em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi ha, khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi hai bạn. Rồi mình tặng lại. Mình cảm ơn. Đó banh nó chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade anh. Mở ra coi, người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi. Cho tôi mượn cái này bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Bên con cái khiếu tốt rồi.
Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy popping giới thiệu cho chào sân cái coi. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn. Trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Nhạc gì vậy? Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời ơi, mập mà dẻo quá. Wow. Chào sân ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Cảm giác thế nào? Hết. Mắc cỡ quá. Rồi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Ừ, thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là đem anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại cái này em công thích... việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích... được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử không biết, nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nào em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình từ nãy giờ, cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều một chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ, đã lo vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. 1 2 3. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai nào. Xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em mấy người giả bộ nhắm mắt đi nha. Dễ thương mà, rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là một chiếc thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng hai bạn, có thể mua sắm trong lúc đi xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Bạn bạn về làm kỷ niệm, cái bóp của cô ấy đi. Nắm tay nhau thật chặt. Nào, hãy dắt nhau đi đi.